chiến xa Nga ồ ạt lăn bánh đến phía bắc Ukraine, thần tốc vượt qua biên giới, cắm cờ tại hàng loạt ngôi làng. Kiev hoảng loạn, cảnh báo mặt trận mới mở ra, thành phố lớn thứ hai đất nước đối mặt tử thần. Vì sao Nga băng qua biên giới nhanh như vậy và lý do gì? Giới chuyên gia cho rằng Moscow chỉ đang diễn kịch để cho Kiev ăn một cú lừa hoàn hảo. Nga ấp ủ mưu sâu kế hiểm gì và Ukraine đã lọt bẫy hay chưa? Tại Gaza, người dân ở Rafah khẩn cấp sơ tán trước khi bão hỏa lực càn quét thành phố miền Nam. Nhưng họ đi về đâu? EU mới đây nóng mặt nói không chấp nhận được khi Israel sơ tán dân đến vùng không an toàn. Nhúng tay vào hai cuộc chiến khốc liệt nhất hiện nay, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden dường như rơi vào tình thế bất ổn vô cùng, mất công sức và tiền của, nhưng không thể làm hài lòng đồng minh. Trong khi đó, nguy cơ thất thế trước tỷ phú Donald Trump trong cuộc bầu cử tháng 11 đang hiển hiện. Mặt khác, năng lực tác chiến điện tử của Nga hé lộ lỗ hổng của Mỹ trong xung đột cường quốc ra sao? Tại Thái Bình Dương, giới chức Mỹ khẩn cấp cảnh báo, căn cứ quân sự và máy bay nước này bất ổn trước tên lửa Trung Quốc. Trong khi đó, Trung Quốc chật vật giải quyết khủng hoảng người cao tuổi. Đáng chú ý, hệ thống toàn cầu có nguy cơ sập vì bão mặt trời. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình ngay sau đây. Quỳnh Trang xin được chào mừng quý vị đến với chương trình Tin Quốc tế. Mời quý vị theo dõi các tin tức an ninh thế giới vừa được cập nhật ngay sau đây. Như đã đưa tin, Nga đang tấn công dữ dội vùng Kharkiv, chính thức mở ra một mặt trận mới. Ukraine gấp rút chi viện, dồn hỏa lực chống trả, quyết bảo vệ thành phố lớn thứ hai thế giới. Trước đó, nhiều chuyên gia dự đoán quân Nga sẽ tấn công lớn vào ngày 9 tháng 5 để kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức của Liên bang Xô Viết trong Thế chiến thứ hai. Và ngay sáng ngày 10 tháng 5 theo giờ địa phương, chiến xa Nga đã ồ ạt lăn bánh đến biên giới phía bắc Ukraine, cách Kharkiv chỉ 17 dặm. Theo Forbes, mặc Kiev cố chống cự, quân đoàn số 11 và 14 của Nga giành được nhiều vị trí ở các làng Silacha, Pilna, Klasne, Murokhovets và Olikikov. Nhóm phân tích có trụ sở ở Ukraine mang tên là Frontelect Insight đã kêu gọi mọi người bình tĩnh. Nhóm này giải thích, nhiều người thắc mắc bằng cách nào lực lượng Nga băng qua biên giới nhanh như vậy. Câu trả lời rất đơn giản, biên giới là một vùng xám không có quân đội hoặc công sự trực tiếp. Moscow vì thế không gặp trở ngại. Thay vào đó, Ukraine xây tuyến phòng thủ cách biên giới vài dặm về phía nam. Quân đội và lực lượng bảo vệ lãnh thổ được bố trí đằng sau những phòng tuyến đó. Từ đây, họ có thể đáp trả những màn xâm nhập của Nga dọc biên giới. Frontelect Insight chỉ ra, quá sớm để nói rằng phòng tuyến Ukraine đã sụp đổ, điều đó không phù hợp thực tế. Không giống những đơn vị cơ giới lớn, các đơn vị chiến thuật nhỏ của phương tiện thiết giáp hạng nhẹ của Nga đóng ở nhiều làng nhỏ dọc biên giới, vốn dĩ có thể tiến vào và kiểm soát vùng xám khá dễ dàng. Nhóm phân tích lưu ý đã có những dấu hiệu cho thấy Nga nuôi ý định củng cố vị trí của mình tại các khu định cư đã kiểm soát ở biên giới. Tuy nhiên, chưa bằng chứng nào chỉ ra họ sẽ gia tăng các quân đoàn lớn xuyên thủng tuyến phòng thủ chính của Ukraine nằm giữa biên giới và Kharkiv. Nỗ lực tiến công mạnh hơn vẫn là thách thức lớn đối với Nga ở khu vực này. Tuy nhiên, chuyên gia Phần Lan Joni Akosla chỉ ra, Nga dường như không muốn tiến công mạnh mẽ hơn ở Kharkiv. Theo ông, trên thực tế, cuộc tấn công Kharkiv chỉ là một động tác giả để Điện Kremlin đánh lạc sự chú ý của lực lượng Ukraine khỏi Chasivya và các thị trấn phía đông Adivka, nơi Nga tập trung cao độ khi triển khai kế hoạch tấn công mùa xuân và mùa đông ở vùng Donbass miền đông Ukraine. Như vậy, động tác giả có tác dụng giúp Nga bào mòn nguồn lực mà Ukraine triển khai cản phá các cuộc tấn công chủ chốt của Nga ở phía đông, ông Askola đánh giá. Nếu đó thực sự là mục đích của Nga, thì họ có thể sắp toại nguyện. Rõ ràng, lữ đoàn cơ giới số 42 của Ukraine có lẽ là nhóm quân đầu tiên tiến về phía bắc để bảo vệ lãnh thổ. Và theo sĩ quan Ukraine Denis Yaroslavsky, lữ đoàn cơ giới số 57 và lữ đoàn xung kích số 92 cùng với trung đoàn Kraken cũng đã tiến về tiền tuyến Kharkiv. Còn tại Gaza, sau khi Mỹ tức giận đòi cắt viện trợ vũ khí tấn công cho Israel, thì EU có vẻ cũng đã nóng mặt với Israel. CNN hôm 12 tháng 5 cập nhật, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nhấn mạnh không thể chấp nhận việc quân đội Israel ra lệnh sơ tán dân thường ở Rafah đến những vùng không an toàn. Trong bài đăng trên mạng xã hội X hôm 11 tháng 5, ông nói, chúng tôi kêu gọi chính phủ Israel tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và không tiến hành chiến dịch trên bộ ở Rafah.
Thêm vào đó, ông Michel nói rằng hoạt động viện trợ nhân đạo qua các cửa khẩu phải được thông suốt và đầy đủ. Được biết, lực lượng phòng vệ Israel đã ra lệnh cho người dân ở phía đông Rafah lập tức sơ tán khi quân đội thúc đẩy các chiến dịch ở thành phố miền nam Gaza. Avijay Andre, lãnh đạo bộ phận truyền thông Ả Rập của lực lượng phòng vệ Israel, trước đó tuyên bố trên nền tảng X rằng người dân tại Rafah, ở các trại Al-Shabura cũng như tại các khu dân cư Al-Adari, Al-Janina và nhiều khu vực thuộc Kibbet Al-Adas nên lập tức sơ tán đến khu nhân đạo mở rộng tại Al-Mawasi. Theo CNN, Al-Mawasi cũng là một khu vực có đông đảo người Palestine di tản trước khi người dân ở Rafah nhận lệnh chuyển đến đây. Thưa quý vị, Asia Times hôm 11 tháng 5 chỉ ra chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang duy trì chính sách mơ hồ trong hai cuộc chiến lớn nhất hiện nay tại Gaza và Ukraine. Các nhà phê bình cho rằng điều này làm suy yếu đáng kể uy tín của chính quyền ông Biden, trong khi chỉ còn vài tháng nữa là đến bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Vì sao? Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Theo Asia Times, Mỹ đang mắc kẹt trong thế khó khi không thể hòa giải xung đột giữa Israel và Hamas, trong khi cuộc chiến này đang khiến cộng đồng quốc tế phản ứng dữ dội. Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chọn cách vỗ về các bên. Ban đầu, Nhà Trắng tuyên bố kiên định ủng hộ Israel. Nhưng gần đây, Washington cảnh báo ngưng cấp một số vũ khí nhằm buộc Tel Aviv thay đổi chiến thuật. Ngoài ra, ông cũng bị mâu thuẫn trong việc hỗ trợ Ukraine. Lúc đầu, ông chủ Nhà Trắng cam kết ủng hộ Kiev trong suốt thời gian chống Nga. Nhưng giờ đây, ông nói rằng Mỹ sẽ ủng hộ Ukraine miễn là có thể. Ngay cả đợt viện trợ quân sự hàng tỷ đô la mới đây cũng không thể khiến Ukraine và Israel an tâm về mức hỗ trợ của Mỹ. Sau khi ông Biden dọa cắt nguồn viện trợ vũ khí tấn công, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói đất nước ông có thể đơn thương độc mã trong cuộc chiến Gaza. Theo Asia Times, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Israel từ lâu đã có mâu thuẫn, không chỉ liên quan cuộc xung đột Gaza hiện nay. Sự bất hòa đã bắt nguồn từ thời chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama và ông Biden là Phó Tổng thống. Thủ tướng Netanyahu gây khó chịu khi phản đối việc ông Obama nỗ lực thuyết phục Iran gác lại chương trình phát triển vũ khí hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ trừng phạt. Gần đây, ông Biden có vẻ càng tức giận khi Israel oanh tạc Gaza, gây thương vong lớn cho dân thường. Về phía Ukraine, dù được Mỹ hứa viện trợ nguồn vũ khí mới, Tổng thống Volodymyr Zelensky phàn nàn rằng chúng không được chuyển giao kịp thời và liên tục hối thúc Washington. Theo Asia Times, tình hình chính trị nội bộ của Mỹ, đặc biệt là cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới, dường như ảnh hưởng sâu sắc đến quyết định của ông Biden về vấn đề Ukraine và Israel. Đảng Cộng hòa tức giận khi Ukraine được viện trợ quân sự lẫn kinh tế, trong khi các gia đình Mỹ phải gánh chịu cảnh lạm phát dai dẳng. Ngoài ra, biên giới phía Nam nước Mỹ cũng đang bất ổn do làn sóng người nhập cư bất hợp pháp. Trong khi đối thủ của ông, cựu Tổng thống Donald Trump dõng dạc tuyên bố, ông ấy có thể kết thúc cuộc chiến Ukraine chỉ trong một ngày. Về vấn đề Gaza, ông Biden có nguy cơ mất đi sự ủng hộ của những đối tượng cử tri thường xuyên đứng về phía Đảng Dân Chủ, đó là người Mỹ gốc Do Thái và người Mỹ gốc Ả Rập. Cử tri Do Thái hiển nhiên ủng hộ Israel dọn sạch Hamas, trong khi cử tri Mỹ gốc Ả Rập lại ủng hộ người Palestine và muốn chấm dứt cảnh tang thương. Cả hai đều là chìa khóa quyết định liệu ông Biden có thắng cử hay không? Các nhà quan sát chính trị chỉ ra, ông Biden đang cố làm hài lòng tất cả khi vừa phát biểu ủng hộ Israel, vừa thể hiện sự cứng rắn thông qua cảnh báo ngừng cấp vũ khí. Thế nhưng, đó lại là một nỗ lực đầy vụng về. Ông Aaron David Miller, cố vấn của nhiều chính quyền Mỹ về vấn đề Israel-Ả Rập đánh giá, không còn nghi ngờ gì nữa, những động lực vốn tạo nên sự bền bỉ, chất lượng và sự đặc biệt trong quan hệ Mỹ-Israel suốt nhiều năm qua, giờ đây đang chịu áp lực lớn hơn mọi thời điểm mà tôi có cơ hội phục vụ cho chính phủ. Doug Bando, nhà phân tích tại Viện Cato, một tổ chức tư vấn tại Washington nói, ông Biden đang đối mặt với nhiều vấn đề chính trị nghiêm trọng. Có nhiều người Mỹ gốc Ả Rập tức giận vì sự ủng hộ của ông Biden đối với Israel, và ông ấy đang lo bị mất lá phiếu của những cử tri này trong cuộc bầu cử tháng 11. Một số nhà bình luận cho rằng, sự thiếu nhất quán của ông Biden là dấu hiệu về bất ổn. Cuối năm ngoái, ngay trước khi Hamas tấn công miền nam Israel, ông Jake Sullivan, cố vấn an ninh của chính quyền ông Biden, đăng một bài báo về quan hệ quốc tế, ca ngợi những mục tiêu và thành tích trong chính sách đối ngoại của Nhà Trắng. Ông viết rằng, sự lãnh đạo của Washington là tuyệt đối cần thiết. Mỹ sẽ mang lại một trật tự tự do
cởi mở, thịnh vượng và an toàn nếu thắng trong cuộc cạnh tranh định hình tương lai trật tự thế giới. Theo Asia Times, như một ví dụ điển hình cho tính cách của giới lãnh đạo Mỹ, ông ấy khoe rằng Trung Đông ngày nay đã yên tĩnh hơn so với nhiều thế kỷ trước, và bài viết được đăng tải chỉ 8 ngày trước khi Hamas tấn công Israel. Ông Sullivan sau đó nhanh chóng xóa những đánh giá đó khỏi bài viết của mình trên nền tảng online. Tuy nhiên, phiên bản in hiển nhiên vẫn còn đó, và có lẽ sự ảo tưởng của chính quyền ông Biden cũng vậy, Asia Times bình luận. Hôm 11 tháng 5, tờ Business Insider chỉ ra, Nga thời gian qua tích cực gây nhiễu vũ khí chính xác của Mỹ trên chiến trường Đông Âu. Đây có thể là động thái cho thấy Moscow đã lên dây cót chuẩn bị cho cuộc chiến tiềm tàng với phương Tây trong tương lai. Với những gì đã diễn ra ngoài tiền tuyến Ukraine, không thể phủ nhận ưu thế của các loại vũ khí dẫn đường chính xác như hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142 HIMARS, đạn pháo 155mm dẫn đường Excalibur, các dòng tên lửa Storm Shadow, SCAF mà Anh và Pháp viện trợ cho Kiev. Lợi thế quan trọng của những loại khí tài này được thể hiện qua mức độ chính xác cực cao do được điều hướng bằng những công nghệ tinh vi. Tuy nhiên, Nga đã và đang tăng cường chiến tranh điện tử, gây nhiễu những vũ khí tiên tiến của phương Tây. Hồi tháng 12 năm 2023, Trung tướng Antonio Augusto, chỉ huy nhóm hỗ trợ an ninh cho Ukraine, cảnh báo việc Moscow tăng cường tác chiến điện tử nhắm vào các khí tài chính xác của Mỹ là một thách thức không hề nhỏ, có thể định hình thế cục chiến trường. Đồng quan điểm, nhiều quan chức khác của Mỹ và Ukraine cũng bày tỏ lo ngại về vấn đề này, đồng thời cho biết Washington và Kiev đang nỗ lực tìm giải pháp. Trước tình hình trên, giới chuyên gia quân sự cho rằng các biện pháp chống gây nhiễu sẽ là bước tiến quan trọng trong lĩnh vực quân sự và mang lại rất nhiều lợi ích, không chỉ riêng cho Ukraine. Một khi giải pháp khả dĩ được tìm ra, nó sẽ giúp Washington vá lỗ hổng trong kho vũ khí. Điều này đóng vai trò quan trọng khi đối phó với các cuộc xung đột tiềm tàng giữa các cường quốc. Mark Kansian, đại tá thủy quân lục chiến đã nghỉ hưu, hiện là cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế đánh giá. Việc can thiệp, gây nhiễu bằng cách giả mạo GPS như đã thấy ở chiến trường Ukraine càng khiến nhiệm vụ tìm giải pháp chống tác chiến điện tử thêm cấp bách. So với việc đổ tiền đầu tư cho các khí tài, thì chiến tranh điện tử có chi phí rất rẻ và có thể được triển khai rộng rãi. Tỷ lệ nghịch với chi phí, phương pháp tác chiến này lại có mức độ hiệu quả vô cùng cao. Đơn cử, trong xung đột Ukraine, binh sĩ hai bên tham chiến có thể phá hủy các loại đạn dẫn đường chính xác từ đạn pháo, máy bay không người lái đến các loại tên lửa đắt đỏ. Nguy hiểm hơn, tác chiến điện tử có thể chiếm quyền kiểm soát vũ khí công nghệ cao và khiến chúng tấn công ngược lại chính bên phát động tấn công. Thomas Worthington, chuyên gia về chiến tranh điện tử và phòng không, đồng thời là cộng tác viên tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Anh cho biết, việc gây nhiễu tương đối đơn giản. Ông giải thích, một trong những cách phổ biến và rẻ tiền nhất là làm nhiễu máy thu GNSS, các hệ thống định vị vệ tinh, khiến vũ khí bị ngắt kết nối tín hiệu vệ tinh và do đó sẽ vô hiệu hóa việc điều hướng. Ông Worthington cho biết, ngoài ra, tác chiến điện tử còn bao gồm việc giả mạo tín hiệu để ẩn giấu vị trí khỏi kẻ thù hoặc khiến kẻ thù nhầm lẫn với một thiết bị vô hại. Tuy nhiên, cách này đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao và đội ngũ vận hành được đào tạo bài bản. Tuy phục vụ cho các mục đích khác nhau, nhưng tác chiến gây nhiễu và giả mạo đều có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng cho đối phương. Ukraine dường như đang cố gắng thích ứng với cả hai thách thức này. Trong một số trường hợp, họ gây nhiễu các cơ sở tác chiến điện tử hoặc định vị nguồn phát tín hiệu của Nga và phá hủy chúng. Tuy nhiên, về lâu dài, đây có lẽ không phải là cách hiệu quả để đối phó với lực lượng Nga, vốn sở hữu nền tảng quân sự nhất nhì thế giới. Một số tướng lĩnh Kiev nhiều lần đề xuất loại bỏ dần các loại vũ khí dựa vào hệ thống GPS hoặc chuyển sang hệ thống dẫn đường khác, như hệ thống dẫn đường quán tính INS. Tuy nhiên, mặt hạn chế của INS là độ chính xác kém do phụ thuộc vào yếu tố vận tốc, độ cao, địa hình, khoảng cách tới mục tiêu, v.v. Trở lại với quân đội Nga, thời gian gần đây, mối quan tâm của Moscow đến việc sử dụng tác chiến điện tử trong chiến đấu ngày càng tăng, đặc biệt là trong khoảng một năm trở lại đây, do nó rất hiệu quả trong việc chống lại các loại vũ khí chính xác mà Mỹ cấp như đạn Excalibur và GMLRS, được bắn từ lựu pháo M777 và HIMARS. Ngay từ lúc rời nòng, những loại đạn này đã bị phía Nga can dự nhiễu và khiến chúng bị chệch mục tiêu.
Một chuyên gia quốc phòng trước đây nói với Business Insider, xung đột Ukraine là cơ hội cho Mỹ tìm hiểu cách thức hoạt động của những loại vũ khí chính xác trước các mối đe dọa hiện đại như chiến tranh điện tử. Và chính ở chiến trường Đông Âu này, vũ khí Mỹ dường như đã tìm thấy đối thủ của mình. Chúng đang đương đầu với một cường quốc tác chiến điện tử vô cùng hiệu quả. Tuy nhiên, Mỹ sẽ không bao giờ để vũ khí của mình bị lép vế, khi mọi thông tin về vũ khí cũng như tình báo vẫn được Washington thu thập theo thời gian thực. Những thông tin này sau đó sẽ được giới chuyên gia và nhà thầu quốc phòng nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm đánh giá về tác động của chiến tranh điện tử đến khí tài quân sự Mỹ, đồng thời tìm kiếm giải pháp thích nghi. Ông Mark Kansian cho biết, Lầu Năm Góc đang nỗ lực làm việc với các nhà thầu quốc phòng để khắc chế những mối đe dọa này, tập trung vào các công nghệ hiện đại như sử dụng giải tín hiệu hẹp hơn hoặc tạo ra các tín hiệu mạnh hơn có khả năng chấn áp nhiễu. Bất chấp những thách thức, Mỹ hoàn toàn không có ý định loại bỏ hoàn toàn vũ khí chính xác của mình nếu một ngày nào đó nước này bị lôi vào cuộc chiến với một cường quốc khác. Có thể là Nga, Trung Quốc hoặc Iran, những nước gần như chắc chắn cũng sẽ sử dụng chiến tranh điện tử để đối phó vũ khí Mỹ. Cũng theo Business Insider, các nhà lập pháp Mỹ mới đây cảnh báo, các căn cứ và máy bay quân sự của nước này tại Thái Bình Dương đang bị dàn tên lửa uy lực của Trung Quốc chiếu tướng đầy nguy hiểm, trong khi Lầu Năm Góc chưa hành động đủ để đối phó thách thức này. Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng SMP của Hồng Kông cho biết, trong thư gửi Bộ trưởng Không quân Grant Gendel và Bộ trưởng Hải quân Carlos Del Toro, 13 thành viên Quốc hội Mỹ đồng loạt nêu những lỗ hổng rõ ràng của quân đội ở Thái Bình Dương và kêu gọi những thay đổi lập tức. Chúng tôi quan ngại khi Bộ Quốc phòng Mỹ không khẩn trương thúc đẩy những biện pháp phòng thủ, điều này đang diễn ra ở mức đáng báo động. Các nhà lập pháp bao gồm Chủ tịch Ủy ban lựa chọn về Trung Quốc John Mulena chỉ ra. Theo các nghị sĩ, Lầu Năm Góc cần triển khai những khả năng phòng thủ thụ động như phân tán lực lượng và chuẩn bị chỗ trú tránh cho máy bay quân sự. SCMP cho rằng bức thư của các nhà lập pháp đang vẽ ra một bức tranh thảm khốc rằng Trung Quốc có một lực lượng tên lửa đáng gờm với số tên lửa đạn đạo và bệ phóng ngày càng tăng. Chúng sở hữu tầm hoạt động đáng kể và có tiềm năng áp đảo hệ thống phòng thủ của Mỹ ở Thái Bình Dương. Các nhà lập pháp viết, với khả năng tấn công hiện tại, Trung Quốc có thể chiếu tướng toàn bộ căn cứ Mỹ trong khu vực, nhắm vào quân lính Hoa Kỳ từ căn cứ ở Okinawa, Nhật Bản, đến những vùng lãnh thổ tại đảo Guam và quần đảo Bắc Mariana. Và nếu Mỹ-Trung bước vào cuộc xung đột tiềm tàng ở Thái Bình Dương, Washington có thể gánh chịu hậu quả nghiêm trọng. Bắc Kinh có thể khóa chân các tài sản hàng không và khiến lực lượng Mỹ cùng đồng minh gặp khó khăn. Trong lá thư, các nhà lập pháp lưu ý, nhiều căn cứ Mỹ ở Thái Bình Dương vẫn chưa được bảo vệ, khiến các trực thăng và tài sản chiến lược dễ bị tổn thương trước các đòn tấn công tên lửa. Máy bay quân sự ở các sân bay rất dễ bị phát hiện, dù các hệ thống phòng thủ chủ động như hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không đã được triển khai. Do đó, các nhà lập pháp chỉ ra, với lượng tên lửa khổng lồ mà Trung Quốc đang sở hữu, Mỹ cần thêm hệ thống phòng thủ thụ động và gia tăng năng lực để đảm bảo có thể trở lại chiến đấu sau khi đối mặt với một cuộc tấn công. Cụ thể, Washington có thể tiến hành những giải pháp như xây nơi trú ẩn kiên cố và hầm ngầm, tăng khả năng sửa chữa đường băng nhanh chóng. Trong thư, các nhà lập pháp có đề cập đến nghiên cứu của Tom Sugart, cựu quan chức hải quân Mỹ và hiện là thành viên cấp cao tại Trung tâm Tư vấn An ninh Mỹ, cùng Timothy A. Walton, học giả cấp cao tại Viện Hudson. Trong đó chỉ ra, dường như Lầu Năm Góc không khẩn thiết theo đuổi các nỗ lực phòng thủ thụ động. Lá thư cũng trích thông tin đáng ngạc nhiên từ nghiên cứu của ông Sturgis và ông Walton về sự khác biệt của Mỹ và Trung Quốc về số lượng chỗ tránh trú cho máy bay quân sự. Trong khi Bắc Kinh đã xây hơn 400 hầm trú ẩn, thì Mỹ chỉ có 22. Đáng chú ý, không có chỗ trú ẩn nào trong số đó nằm ở Guam, nơi đặt căn cứ không quân Anderson và oanh tạc cơ Mỹ thường xuyên hiện diện. Các nhà lập pháp cũng lưu ý, mặc dù không có nỗ lực nào nêu trên có thể bảo vệ hoàn toàn quân Mỹ trước tên lửa Trung Quốc, nhưng đó cũng là bước nâng cấp giúp tăng khả năng sống sót. Các nhà lập pháp lưu ý, ngân sách tài chính của Mỹ năm 2024 không đề cập đến dự án bảo vệ căn cứ ở Thái Bình Dương. Ngoài ra còn có nhiều dự án khác chưa được triển khai. Tất cả phản ánh sự thiếu nghiêm túc trong việc củng cố các căn cứ Mỹ ở gần Trung Quốc, những nơi rất dễ bị tổn thương. Theo SCMP, nhiều quan chức và chuyên gia thừa nhận Hoa Kỳ thiếu sự chuẩn bị sẵn sàng cho xung đột tiềm tàng với lực lượng Trung Quốc. Mùa thu năm ngoái, Lầu Năm Góc công bố báo cáo cho thấy Trung Quốc đã tăng đáng kể sức mạnh của các nhánh quân đội, đặc biệt là lực lượng tên lửa. Toàn bộ tên lửa có thể nhắm vào lực lượng Mỹ trên khắp Thái Bình Dương đều đã tăng số lượng từ năm 2021 đến 2022. Một số kho dự trữ thậm chí còn tăng gấp đôi.
Trung Quốc luôn cho rằng Mỹ đang kích hoạt một cuộc chạy đua vũ trang và phá hoại hòa bình an ninh ở Thái Bình Dương. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Theo The Korea Herald, kế hoạch cho phép bác sĩ nước ngoài hành nghề tại Hàn Quốc đang gặp nhiều rào cản do sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng y tế nước này. Chính phủ Hàn Quốc trước đây đã đề xuất sửa đổi quy định thực thi luật dịch vụ y tế để cho phép bác sĩ nước ngoài hành nghề hợp pháp tại Hàn Quốc sau khi được Bộ trưởng Y tế phê duyệt. Tuy nhiên, đề xuất này đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ các bác sĩ Hàn Quốc do lo ngại về chất lượng dịch vụ y tế và tác động đến công việc của họ. Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo vào ngày 10 tháng 5 tuyên bố chính phủ sẽ không triển khai kế hoạch này trong tương lai gần. Ông Han nhấn mạnh việc đưa bác sĩ nước ngoài đến Hàn Quốc sẽ là biện pháp cuối cùng và chỉ được thực hiện sau khi đảm bảo đầy đủ các biện pháp an toàn. Tuy nhiên, ông đã cam kết sẽ thực hiện các biện pháp an toàn, đảm bảo rằng các bác sĩ chưa được xác minh sẽ chỉ được phép điều trị dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia y tế địa phương và tại các cơ sở y tế được chỉ định. Trong bối cảnh thiếu hụt nhân viên y tế trầm trọng do cuộc đình công tập thể kéo dài của các bác sĩ thực tập, chính phủ Hàn Quốc đang tìm kiếm các giải pháp để đảm bảo cung cấp dịch vụ y tế cho người dân. Tuy nhiên, việc cho phép bác sĩ nước ngoài hành nghề có vẻ như không phải là giải pháp phù hợp, do vấp phải nhiều rào cản từ cộng đồng y tế nước này. Để phản đối tình trạng thiếu hụt bác sĩ nội trú do cuộc đình công kéo dài, Ủy ban các giáo sư y khoa quốc gia Hàn Quốc đã quyết định nghỉ việc một ngày mỗi tuần kể từ ngày 3 tháng 5. Các giáo sư tại các bệnh viện lớn ở Seoul như Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, Trung tâm Y tế Asan và Bệnh viện Severance cũng có thể tham gia kỳ nghỉ hàng tuần. Hàng triệu người cao tuổi Trung Quốc đang phải đối mặt với nguy cơ nghèo đói và thiếu thốn khi bước vào tuổi nghỉ hưu do hệ thống an ninh xã hội không phù hợp và chính sách tập trung vào tăng trưởng kinh tế hơn là chia sẻ phúc lợi. Thống kê năm 2022 cho thấy 12,8%, khoảng 94 triệu người trong lực lượng lao động Trung Quốc trên 60 tuổi. Con số này dự kiến sẽ tăng vọt thêm 300 triệu người trong thập kỷ tới. Nhiều người trong số họ là những người nhập cư nông thôn. Họ thường thiếu kỹ năng chuyên môn và ít có cơ hội việc làm trong nền kinh tế hiện đại. Theo Reuters, nhiều chuyên gia lo ngại hệ thống an ninh xã hội hiện tại của Trung Quốc không phù hợp với thực trạng dân số già đi nhanh chóng. Thay vì đại tu để giải quyết vấn đề, chính phủ lại tập trung vào tăng trưởng kinh tế thông qua công nghiệp hóa. Điều này khiến nhu cầu về dịch vụ xã hội ngày càng gia tăng, tạo áp lực lớn lên hệ thống an sinh vốn đã lỗi thời. Lương hưu cơ bản dành cho người dân nông thôn Trung Quốc chỉ 123 nhân dân tệ mỗi tháng. Để trang trải chi phí sinh hoạt, nhiều người buộc phải tiếp tục làm việc, bất chấp sức khỏe yếu và điều kiện làm việc khó khăn. Cuối thế kỷ trước, Trung Quốc thu hút đông người di cư vào thành phố, phát triển cơ sở hạ tầng và sản xuất. Điều này đã biến Trung Quốc thành một trong những quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, Trung Quốc đang phải đối mặt với nguy cơ giảm mạnh về mức sống vào cuối đời. Cố vấn chính phủ tiết lộ với Reuters rằng Trung Quốc ưu tiên phát triển kinh tế hơn hệ thống an sinh xã hội, lo sợ bẫy thu nhập trung bình. Trong chiến lược này, Trung Quốc tập trung nguồn lực vào các ngành công nghiệp tiên tiến như năng lượng xanh, chip cao cấp và công nghệ lượng tử, thay vì xây dựng mạng lưới an toàn cho người lao động già đi. Tuy nhiên, Mỹ và châu Âu cho rằng chính sách này không công bằng và có thể gây xung đột thương mại. Cố vấn cho rằng việc giải quyết vấn đề bình đẳng phụ thuộc vào việc tăng trưởng năng suất và cải cách, tránh mâu thuẫn với cộng đồng quốc tế. Hệ thống lương hưu ở Trung Quốc tạo ra sự chênh lệch về thu nhập và tiếp cận dịch vụ xã hội giữa thành thị và nông thôn. Lương hưu hàng tháng ở thành thị dao động từ 3.000 đến 6.000 nhân dân tệ, trong khi ở nông thôn thì rất ít. Vào tháng 3, Trung Quốc đã tăng lương hưu tối thiểu lên 20 nhân dân tệ, thêm 123 nhân dân tệ mỗi tháng, mang lại lợi ích cho 170 triệu người. Tuy nhiên, tăng lương hưu ở nông thôn chỉ chiếm chưa đến 0,001% GDP hàng năm và hệ thống dự kiến sẽ cạn kiệt tiền vào năm 2035. Bắc Kinh đã đưa ra các chương trình hưu trí tư nhân và đang chuyển tiền cho các tỉnh có thâm hụt ngân sách lương hưu. Các quốc gia khác đã cố gắng tăng quỹ hưu trí bằng cách nâng tuổi nghỉ hưu. Còn ở Trung Quốc, tỷ lệ này thuộc hàng thấp nhất thế giới với độ tuổi 60 đối với nam và từ 50 đến 55 đối với nữ, tùy theo ngành nghề. Bắc Kinh cho biết, họ có kế hoạch tăng dần tuổi nghỉ hưu mà không đưa ra mốc thời gian cụ thể. Chính phủ lo ngại rằng người dân sẽ coi việc nâng cao ngưỡng này là mang lại lợi ích quan chức và gây thiệt hại cho người dân. Ông nói, người Trung Quốc nghĩ rằng
các quan chức muốn nghỉ hưu muộn hơn để tăng lương hưu của chính họ. Các cuộc khảo sát của CASS đã phát hiện ra rằng mức độ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho cư dân thành thị cao hơn khoảng 4 lần so với những người ở nông thôn. Dan Wang, nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc tại ngân hàng Hang Seng cho biết không có đủ dịch vụ xã hội để giải quyết vấn đề của những người này, những người có nguy cơ tái nghèo. Theo một bài báo của Chai Fang, nhà kinh tế của CASS, hơn 16% cư dân nông thôn trên 60 tuổi đã không còn khỏe mạnh nữa. Tuy nhiên, những người lớn tuổi này vẫn phải tiếp tục làm việc. Chỉ cần tôi còn cử động được thì tôi sẽ tiếp tục làm việc. Chia sẻ từ một người lớn tuổi làm nghề dọn vệ sinh. Reuters cho biết, các nhà đầu tư và quản lý tài sản tư nhân toàn cầu đang đổ xô vào các thương vụ mua bán và sáp nhập M&A và đầu tư trị giá hàng tỷ đô la liên quan đến trung tâm dữ liệu ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tốc độ giao dịch nhanh chóng ở khu vực đông dân nhất thế giới phản ánh nhu cầu ngày càng tăng của các quốc gia đối với trí tuệ nhân tạo, đòi hỏi nhiều dung lượng dữ liệu hơn. Theo dữ liệu từ LSEG, châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm cả Nhật Bản, đã dẫn đầu thị trường trung tâm dữ liệu toàn cầu về hoạt động M&A trong năm nay, với tổng giá trị đạt 840,47 triệu đô la, chiếm hơn một nửa tổng giá trị toàn cầu. Năm 2023, chứng kiến mức cao kỷ lục với 3,45 tỷ đô la cho các thương vụ liên quan đến trung tâm dữ liệu trong khu vực. Con số này dự kiến sẽ bị vượt qua trong năm nay do một số giao dịch lớn đang được lên kế hoạch để thực hiện. Một trong những giao dịch tiềm năng đáng chú ý là việc mua lại AirTrunk, công ty sở hữu 11 trung tâm siêu dữ liệu tại Úc và các khu vực khác. Các nguồn tin thân cận cho biết một số nhà tài trợ tài chính, bao gồm cả tập đoàn đầu tư toàn cầu Blackstone, đang theo đuổi thương vụ này. Các chủ sở hữu hiện tại của AirTrunk, Macquarie Group và Ủy ban Đầu tư Hưu trí Khu vực Công Canada PSP đang định giá công ty lên tới 15 tỷ đô la Úc, tức là khoảng 9,8 tỷ đô la Mỹ. Nếu thương vụ thành công, đây sẽ là giao dịch trung tâm dữ liệu lớn nhất châu Á trong năm nay. Trong vòng 3 đến 5 năm tới, việc xây dựng năng lực mới ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ là điều đáng chú ý. Dự kiến, luồng giao dịch trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu sẽ tăng mạnh vào năm 2024. Trong khi đó, tập đoàn Microsoft đã thông báo kế hoạch đầu tư 2,2 tỷ đô la Mỹ trong 4 năm tới tại Malaysia để mở rộng các dịch vụ đám mây và trí tuệ nhân tạo AI trên khắp khu vực châu Á. Sự gia tăng đầu tư vào trung tâm dữ liệu ở châu Á theo quỹ đạo tương tự như ở Mỹ và châu Âu, với các công ty công nghệ lớn như Amazon, Microsoft, Alphabet và Meta nhanh chóng mở rộng khả năng sử dụng AI. Các nhà đầu tư đang tích cực tìm kiếm các cơ hội mới trong lĩnh vực này, đặc biệt là ở các thị trường như Nhật Bản và Hàn Quốc, nơi có tiềm năng tăng trưởng cao. Theo các báo cáo tin tức, các thỏa thuận tiềm năng khác ở châu Á bao gồm Telkom Indonesia thuộc sở hữu nhà nước của Indonesia, mở đợt bán cổ phần mới trong hoạt động kinh doanh trung tâm dữ liệu trị giá 1 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, NEC của Nhật Bản có thương vụ bán trung tâm dữ liệu trị giá 500 triệu đô la Mỹ. Phó chủ tịch cấp cao của Telkom, ông Ahmad Zera nói với Reuters hôm 9 tháng 5 rằng Telkom sẵn sàng hợp tác chiến lược để mang lại cho bộ phận kinh doanh trung tâm dữ liệu những năng lực và thị trường mới. Ông chia sẻ, chúng tôi đã tìm hiểu một số đối tác tiềm năng, nhưng chúng tôi vẫn đang đánh giá để tìm ra đối tác tốt nhất và hy vọng sẽ hoàn thành quá trình này vào cuối năm nay. Công ty đầu tư Bain Capital của Hoa Kỳ đang tìm kiếm nguồn tài trợ tín dụng cho tài sản quốc tế của nhà điều hành trung tâm dữ liệu Chindata và các khoản đầu tư cho hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc. Goldman Sachs Asset Management, GSAM, công ty đã đầu tư vào AirTrunk vào năm 2017 trước khi bán cổ phần cho tập đoàn Macquarie, đã triển khai hơn 1 tỷ đô la Mỹ để phát triển trung tâm dữ liệu ở châu Á trong 3 năm qua. Ông Nicky Reddy, người đứng đầu bộ phận bất động sản APAC tại GSAM cho biết, công ty sẽ tích cực đầu tư vào các dự án bổ sung, đặc biệt tập trung vào Nhật Bản và Hàn Quốc. Theo NHK, giám đốc điều hành Tesla Elon Musk vừa thông báo công ty sẽ đầu tư hơn 500 triệu đô la Mỹ để mở rộng mạng lưới sạc nhanh trên toàn cầu. Mục tiêu của Tesla là xây dựng hàng nghìn trạm sạc mới và thúc đẩy việc sử dụng xe điện trong năm nay. Hiện tại, Tesla sở hữu hơn 50.000 trạm sạc trên toàn thế giới, trong đó có nhiều trạm sạc được trang bị công nghệ sạc siêu nhanh tiên tiến. Tại Bắc Mỹ, ngày càng nhiều nhà sản xuất ô tô, bao gồm Toyota Motor, đã áp dụng đầu nối sạc tương thích với sạc của Tesla. Nỗ lực mở rộng mạng lưới sạc lần này được đánh giá là bước đi quan trọng của Tesla nhằm duy trì vị thế dẫn đầu trong thị trường xe điện, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dùng.
Tuy nhiên, quyết định đầu tư của Tesla diễn ra trong bối cảnh doanh số bán xe của hãng đang có dấu hiệu sụt giảm. Sự cạnh tranh gay gắt từ các công ty xe điện Trung Quốc như BYD và XPeng cùng với nhu cầu về xe điện nói chung có phần chững lại, được xem là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này. Các phương tiện truyền thông phương Tây đưa tin vào tuần trước rằng Tesla đã sa thải giám đốc điều hành và nhân viên của đội ngũ sạc nhanh. Bất chấp những khó khăn, Elon Musk vẫn khẳng định niềm tin vào tiềm năng phát triển của xe điện và cam kết của Tesla trong việc cung cấp cơ sở hạ tầng sạc đầy đủ và tiện lợi cho người dùng. Ông tin rằng việc mở rộng mạng lưới sạc nhanh sẽ góp phần thúc đẩy nhu cầu sử dụng xe điện, đồng thời đưa ngành công nghiệp này tiến xa hơn nữa. Các cơ quan khoa học trên thế giới phát cảnh báo về khả năng bão mặt trời có thể gây nhiễu loạn hệ thống định vị, thông tin liên lạc và lưới điện trên toàn cầu trong vài ngày tới. Hãng thông tấn NHK đưa tin. Bão mặt trời, còn được gọi là bão từ, là hiện tượng phun trào dữ dội các hạt tích điện và bức xạ từ lớp ngoài cùng của mặt trời. Hiện tượng này có thể gây nhiễu loạn hệ thống liên lạc và định vị trên trái đất. Các tia sáng mặt trời thuộc loại mạnh nhất đã được quan sát 5 lần từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 5 theo giờ địa phương. Thông tin từ các quan chức của Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quốc gia Nhật Bản cho biết, Giám đốc Phòng Thí nghiệm Môi trường Không gian của NICT, ông Tsukawa Takuya, nhận định việc xảy ra nhiều đợt bùng phát tia sáng mặt trời mạnh trong thời gian ngắn như vậy là cực kỳ hiếm. Ông cũng cảnh báo rằng dữ liệu vị trí GPS và một số liên lạc vô tuyến có thể bị gián đoạn trong những ngày tới do tác động của cơn bão điện từ. Tuy nhiên, ông khẳng định các hạt từ cơn bão không có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Các nhà khoa học đã phát hiện tiếng kêu của cá nhà táng có thể phức tạp như ngôn ngữ của con người. Do đó, họ đang nỗ lực khám phá cách sử dụng trí tuệ nhân tạo để giao tiếp với chúng, hứa hẹn sẽ mang đến những hiểu biết mới mẻ về loài động vật bí ẩn và đặc biệt này. Theo tờ Sky News, nghiên cứu mới từ dự án CETI ở vùng Đông Caribe đã phát hiện cá nhà táng sử dụng hệ thống âm thanh phức tạp gần giống như mã Morse để giao tiếp với nhau. Các nhà nghiên cứu cho biết, những tiếng kêu của cá nhà táng không chỉ chứa thông tin mà còn có thể điều phối các hoạt động nhóm như săn mồi và chăm sóc con non. Tiến sĩ David Gruber, người sáng lập dự án CETI, chia sẻ, phát hiện này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc nâng cao hiểu biết của chúng tôi về cá nhà táng. Nó tạo động lực và truyền cảm hứng cho chúng tôi tiếp tục hành trình khám phá thế giới của loài động vật đặc biệt này. Nghiên cứu trước đó đã chỉ ra, cá nhà táng sử dụng âm thanh để định danh tính đàn và truyền tải những thông điệp quan trọng. Tin tức vừa rồi đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Quỳnh Trang xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.